Ok các bạn ơi, thì mình đã rửa sạch rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ ướp thêm ít gia vị vào để cho nó ngấm vào cái lòng này cho nó vừa nha. Đấy, đây mình sẽ cho gia vị này. Đấy, các bạn thấy chưa? Gia vị này là mình mua ở quán nha. Mình sẽ trộn đều lên nha. Nguyên hai cái gia vị lẻ mình để tạo thêm cái độ cay các bạn ạ, thì ăn cay nó mới phê được. Đấy các bạn ơi, thì cái lòng của mình đã ngấm gia vị đều nhá. Bây giờ mình sẽ cho lên chiên nhá. Đấy, mình cũng chuẩn bị một cái chảo chiên này. Đấy, quay quay gần đây cho bạn xem này, mình đổ vào này. Đấy nhá. Mình đổ vào nhá. Lòng của mình đã chín rồi nha các bạn ạ. Bởi vì mình chiên ngoài kia là nắng quá, mình di chuyển vào trong đây cho nó mát nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ gắp lên cho bạn xem này. Mình khuyên là các bạn lên chiên này thì chiên nhiều dầu vào nhá. Mình chiên hơi ít dầu nên nó chín nó không được đều các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ gắp lên này. Đấy, mình để cá này nó hơi dài các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Thì mình cắt ra chấm tương ớt thì phê các bạn ạ. Đấy, đây nha. Đấy, quay cho bạn xem này. Đấy, thì ok, bây giờ mình sẽ di chuyển ra chỗ nào mát để thưởng thức, thì các bạn cùng di chuyển với mình nhá. Cảm ơn các bạn nha. Ok nha, thì các bạn ơi, thì sau một hồi video buổi cả buổi sáng của mình các bạn, thì bây giờ mình cũng đã chuẩn bị xong cái món lòng chiên giòn nhá. Thì bây giờ do trời buổi trưa mùa hè ấy, thì là ve nó kêu rất là nhiều các bạn, thì nó to kêu hơi to các bạn, thì bây giờ mình sẽ thưởng thức nhá. Đấy, món này lúc nãy anh đưa rồi á. Ừ, mình đã làm chiên ngon rồi. Mình sẽ cho nước trước nha. Đấy, ngon lắm các bạn. Đấy, thấy chưa? Nhìn phát thì ngon. Mình sẽ để tạo cái chai cho lên nhá. Đấy, nào, nước của mày. Đấy, ăn xong uống. Bây giờ mình cùng em của mình thưởng thức nha. Đấy, các bạn. Đây, cắt nha. Này, mời các bạn nha. Ừ. Đây nha các bạn này, miếng lòng này. Đây nha. Này. Đấy. Này. Thử thử nào, mời các bạn này. Vừa cay vừa ngon vừa dai. Tuyệt vời. Ừ, cái món này rất là ngon các bạn. Ừ. Dai dai, giòn giòn các bạn. Đây còn được uống cả cốc cà luôn. Mát. Rồi mát các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức đến cái lòng to này nhá. Đây, đây các bạn này. Chấm nhá. Thì hôm nay có một điều đặc biệt là mình đã chuẩn bị được cái bao tay các bạn. Ngoài video trước là mình chưa chuẩn bị được. Đây, tay như kiểu là su luôn các bạn. Này, ăn cắt nhá. Thì các bạn ơi, đây là thành quả cả buổi sáng của mình các bạn ạ. Mình sẽ làm một hơn nữa nha. Ngon. Mày thấy tay nghề của anh có giỏi không? Có. Đi thi vua đầu bếp được không? Được. Các bạn ơi, thường thường thì mình chỉ ăn cái luộc thôi các bạn ạ. Hôm nay mình làm món chiên này, ăn ngon hơn cả lòng luộc. Đấy, mình muốn phê rồi. Món này mà mai mình nhậu thì phê lối về thôi các bạn. Miếng lòng này mày sẽ cũng nên chuẩn bị kẹo cao su nhé. Ăn
mong các bạn sẽ cùng thưởng thức tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử lòng con mấy lá gì ạ? Mình tự nhiên quên mất tên. Rồi mình sẽ ăn thử một con nhé. Mình ăn chậm nhé, chậm nhé. Bữa ăn này nó không fail luôn. Cái này mình khuyên các bạn là cắt nhỏ hơn các bạn, nếu mà cắt to các bạn nhai chứ nghẹt lắm, bởi vì lòng này nó dai, giòn. Đấy, này. Đấy. Cắt hết ra đây nhá. Món này ngon hay không ngon thì nhớ comment dưới video nha, để mình biết xem tay nghề của mình là chỉ được làm nha.